quên xếp bụng bánh câu. Hạ câu, hạ câu. Tại Hà Nội, những ngày này mưa liên tục và việc nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ bốn cửa đáy nên mực nước sông Hồng chỉ trong một ngày đã dâng lên rất cao, gây ngập ở bãi giữa, chỉ cắt một số nhánh đường và người dân ở đây đã phải di chuyển bằng đò. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội đã lên sấp xỉ 6 mét, dưới mức báo động 1 là 3,5 mét. Tuy nhiên, thời tiết miền Bắc trong những ngày này chủ đạo sẽ là mưa nên nhiều khả năng mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ còn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực bãi giữa sông Hồng, nhiều đường nhánh sát sông đã bị ngập. Có hai đường duy nhất để xuống bãi giữa sông Hồng, một là từ cầu Long Biên xuống, hai là từ đường An Dương đi vào. Hiện nay, con đường từ An Dương vào đã bị chia cắt bởi nước sâu nên người dân phải di chuyển bằng đò. Hôm nay là hôm thứ hai rồi. Hôm thứ hai ngập lụt rồi. Thấy bảo xả cửa ở trên thông Đà, thông Thùng gì đấy. Nó xả cửa về đấy. Nhà tôi đang trong kia đang ngập không ra thì còn người còn đang ở trong. Tài sản là hoa màu nhá, trong nhà cả chó má là coi như là ngập lụt hết. Mùa nước của nó. Mùa nước cứ là tháng 5, tháng 6 này bắt đầu mùa nước, mùa mưa đấy. Bắt đầu nó mới có. Nhưng mà nó tùy theo từng năm nữa. Có năm nó không có, mấy năm trước nó không có. Đấy. Còn năm nay thì nó mới lại có. Nói chung là bây giờ đi lại nó khó khăn, nó không có cái chỗ mà đi thế này thì dân người ta chủ yếu bên này người ta lao động rồi. Người ta lao động trồng trọt cây cối hoa màu. Thế là đến cái lúc mà có thu hoạch thì người ta mang người ta bán lấy tiền sinh sống. Thế bây giờ mà mưa lụt thế này thì nó khó. Thế thành người ta đi lại thì cứ phải đi đò đi, cái thứ như thế này thì nó rất là vất vả, bất tiện. Ngoài ra nó cũng chẳng có con đường nào đi cả. À, bình thường thì bọn tôi đi thì không phải mất tiền. Nhưng mà những ngày bên nước nó ngập lụt như này là chúng tôi phải đi từ bên kia sang bên này là phải mất tiền để đi đò qua sang.